Nam Điền. Đấy. Ui giời ơi, xin chào người đẹp. Năm mới chúc nhiều sức khỏe nhá, phát tài phát lộc. Phát tài phát lộc cũng không phát tướng. Đây là xe cây của mình đấy đúng không ạ? À, xương cá đẹp đấy. Tác phẩm này là giao lưu bao nhiêu đấy nghệ nhân? 2,5 triệu. Một người bê nặng đấy. Mấy triệu bạc. Quá là rực rỡ luôn. Dưới đây. Dưới đây. Thế cây bây giờ để đâu không? À, chân đấy để thoải mái nhỉ? Đây này, cái cây mà hôm trước Tết vào nhà ông đây. Nó đã cứng cáp lại rồi. Anh em có thể múc thoải mái. 12 triệu. Đấy. Ông nhá. Tuyệt vời. Ông hay có cái cổng này mình thích không? Cây này nó có riêng một cái video cho nó rồi thì anh em có thể theo dõi. Nét quá, máy nét quá nhỉ. Nét như máy không ạ? Nét quá, máy nét quá. Nét quá, nét quá. Cái gì để mà đây, cây này ông nói bán bao tiền ông nhỉ? 18 à? À, cây này ở với ông cũng lâu, tương đối là lâu đấy. Xanh Nam Điền. Đẹp. Càng ngày càng sinh ra hay sao nhỉ cả nhà nhỉ? Lâu lắm mới gặp đấy. Tí nữa phải sang chúc mừng năm mới cả. Si. Cái si này ông bán bao tiền? 3 triệu. 3 triệu. Xanh. À, làm móng không? Thế còn cây này thì bao tiền? 6 triệu. Tuyệt vời. Anh làm móng đây này. Đấy, đây mặt trước cái xi đây, cả nhà nhé. Đẹp không ạ? Hôm nay có thế thôi à? Bên này người khác đúng không? Rồi. Chúc ông đắt hàng nhá. Cộng hòa Liên bang Xô Viết. Năm vừa rồi thấy bảo ông gặt hái lắm à? Bình thường. Đủ tiền tiêu thôi. Đấy. Chưa giàu được. Đấy, Tết là có cơm bán rồi này. Cơm nguội. Đủ tiền tiêu Tết. Thế mà biết bao nhiêu là đủ. Đủ một cái Tết khoảng chục triệu là đủ rồi. À thế à. Ấm cúng đấy. Rồi. Cái này ông bán bao tiền đấy? Đấy, cơm nguội lấy 1,5 triệu. Triệu rưỡi, còn đây? Buôn triệu. 1 triệu, còn đây là? Đề 800. À. Mua đề. Rất rẻ. Đó. Rồi. Chúc đây không? Là muội hồng. Đấy. Được. Đúng rồi. Ôm đá không? Anh em cứ gọi là muội hồng hay là gọi là mun thì đều đúng. Ừ. Búp đẹp lắm này, nhìn này. Gỗ thì nó lại thuộc hàng quý hiếm rồi. Quá quý hiếm. Chúc ông đắt hàng nhá. Rồi. Ai da. Ui, hôm nay nhiều hàng. Năm ngoái mùng 10 làm gì đâu có cây, năm nay đúng rồi. Hôm nay nghỉ Tết lâu quá rồi. Lâu quá. Mùng 10 mà chưa đi thì biết bao giờ đi. Đây rồi. À. À, sung này. Người đẹp thấy mình lẩn đi đâu mất rồi. Đây này. Cây xanh
Năm Điền. Đấy. Ui giời ơi, xin chào người đẹp. Năm mới chúc nhiều sức khỏe nhá, phát tài phát lộc. Phát tài phát lộc cũng không phát tướng. Đây là xe cây của mình đi đúng không ạ? À, xương cá đẹp đấy. Tác phẩm này là giao lưu bao nhiêu đấy nghệ nhân? 2,5 triệu. Đấy, đấy. Một người bê nặng đấy. Mấy triệu bạc. Quá là rực rỡ luôn. Dưới đây. Đây, còn tác phẩm này thì sao? 3,5 triệu. Còn cây này. Hỏi luôn kìa. Nhà mình ở đây, xung quanh đây đúng không? Cái cây sung rồi sao? 500. Ý, ôi ôi, đầu năm mua sung đẹp luôn. Cái xanh này. 2 triệu. Đây à, có Hồng Ngọc Mai giống à? Đấy. Đẹp luôn. Năm nay bán đào được nhiều lắm đúng không ạ? Lâu lắm mới lại đi chợ cây rồi. Tết là ở nhà bán đào hơi bị lâu đấy. Đấy, mai. Một đôi mai này. Đây, hoàn thiện, cắt đi làm lại. Những cái này thì mua lấy lộc thì rẻ thôi. Nhờ, đúng nhờ. Vài trăm một cây thôi. Đây, nguyệt quế đẹp này. Nguyệt quế đẹp. Đấy. Như cục đá luôn. Lá đẹp chưa này. Đấy. Mỗi năm cái nhìn thấy hương là vui rồi. Đấy. Đây à. Năm mới anh nhé. Nhìn thấy sức khỏe là vui. Đấy, em khoái khỏe như anh thôi. Bắt tay chắc lắm. Đây, chúc nghệ nhân đắt hàng nhé. À, nghệ nhân đầu năm đọc lại số cho anh em theo dõi. 082 99 88 168. Rồi. Anh em mua cây cấm trêu ghẹo nhé. Rồi, đây là... Ôi, anh đi chơi 2 viên rồi đấy. Ôi, hiểu cô lắm. Hết mừng thọ hội làng đủ kiểu. Tháng ăn chơi nó phải kéo dài đi, gần hết tháng 3. Đấy, 30 thì sáng giờ không cho mà. Chả hiểu có tình ý gì đấy. Chờ 2 năm nay mới được cho nhau cái đấy. Mình lang thang đây suốt chả thấy ai cho gì. Đúng là nhìn thấy người có sức khỏe là khác. Mình uy tín luôn, muốn cho. Nhìn thấy muốn cho. Quá rực rỡ luôn. Sáng ra là có kẹo ăn là được rồi. Méo mặt là nó của năm ngoái thôi. Mua đồng à? À đây, nghệ trung đây. Nghệ trung là mang 3 tác phẩm đá đi khai xuân. Tác phẩm khai xuân. Cái này mận miếc bán được không anh? Chậm hơn 1 năm. Chậm không? À, nhưng mà vẫn thắng lợi đúng không? Vẫn thắng lợi. Đây, tác phẩm này là nghệ nhân bán bao tiền ạ? 2 triệu. Đây, cái này. 1,5 triệu này. Đây 5 triệu này. Đấy, 2 cây du, 1 cây hồng ngọc mai.
lại lồ lại số cái đầu năm anh nhỉ. 09858 37909. Nhớ mỗi 909. Ok. Đây. Chín nó hết cỡ rồi, chín hết cỡ rồi. Nice. À, triệu 4 à? Triệu 4. À. Bác này thôi xuống tiền cái kia. Đã múc chưa? Múc cây tùng chưa? À, múc cái này. Bác này, sáng ngày kết nhiều cây đấy. Giao dịch. À, đấy, đấy. Có giao dịch rồi. Hay quá. Cái người quế rất điệu nhé. Đây. Được tiền chậu rồi. Ăn nốt cây danh, ăn nốt cây danh danh nữa là đẹp. À đây vẫn còn lộc đấy. Lộc đấy là tối dễ nhân lắm đấy. Đây là một hai cây tác phẩm hàng cẩu, cẩu hạng nặng. Toàn hàng cẩu hết. Cẩu hạng nặng. Ui có tuổi đấy. Rất già luôn đấy, bé nhưng mà. Tuổi là gần bằng tuổi của chủ cây đấy. À thế thôi. Ừ. Mình lãi mỏng thôi. Mua cây của em. Mình ăn nhạt được. Được. Rồi, đớp lại. Có chuyển bằng MV xem nó chưa đi không? Đã giao dịch một cây rồi. 1 991 991. Cứ đi cầm tay này là sướng này. Ây dạ, cây này nảy lộc đẹp quá. Cây cẩm thị tác phẩm quá đẹp. Cẩm thị của cái ông anh đang bú thuốc kìa. Anh ấy tên là anh Hiếu. Anh Hiếu là có cái số điện thoại là gì nhỉ? 0983 0983 1616 1616 98 98. Nhiều tiền lắm. Ôi giời. Toàn lộc với phát với đại phát này. Nhầm số công rồi. Đấy. Anh em thích thì anh em mà thích thì alo để hỏi cái cây cẩm thị này, nó chỉ tầm vài triệu thôi. Đấy, anh em nhá. Lộc đang nảy rất đẹp. Rồi. Ok cả nhà.